nhân viên y tế hay người nhà bệnh nhân dễ có nguy cơ bị các vết thương từ kim tiêm hoặc các thiết bị dùng để chọc hay rạch da. Theo ước tính, ở Mỹ, mỗi năm có trên 600.000 sự cố vết thương do kim tiêm xảy ra với nhân viên y tế. Họ có nguy cơ phơi nhiễm với những bệnh như viêm gan B, viêm gan C và HIV. Vết thương do kim tiêm hay do vật nhọn có thể dễ dàng xảy ra và dẫn đến nhiễm khuẩn. Do vậy, điều quan trọng là cần phải có biện pháp phòng ngừa ngay để tránh bị nhiễm trùng. Đáng lưu ý là có không ít nhân viên y tế chưa biết cách xử trí đúng cách khi bị kim tiêm hay vật nhọn đâm vào, nhất là nhân viên y tế ở các bệnh viện, cơ sở y tế tuyến dưới. Trong cái thực hành lâm sàng tại bệnh viện đấy thì bác sĩ, nhất là bác sĩ phẫu thuật, rồi là các bác sĩ cấp cứu, rồi là các bạn điều dưỡng có nguy cơ rất là cao bị các cái vật nhọn dụng cụ y tế đâm phải vào tay, ví dụ là kim tiêm chẳng hạn hay là dao chẳng hạn đấy. Thì cái chuyện này xảy ra cũng khá thường xuyên, trước đây thì cũng gặp thường xuyên đấy, nhưng mà gần đây thì các cái công tác giáo dục tuyên truyền về dự phòng tai nạn thương tích trong bệnh viện đó thì cũng được thường xuyên được tập huấn, nên là cái mức độ bị thì nó đỡ hơn, nhưng mà vẫn có. Bất cứ một cái vật nhọn mà dính máu nào mà chọc phải tay nhân viên y tế hoặc là tay bất cứ ai ở trong cộng đồng đều có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, ví dụ như là bệnh nhiễm trùng HIV chẳng hạn, để bệnh viêm gan B, viêm gan C, rồi là các cái nhiễm trùng do vi khuẩn đấy, rồi là có thể là uốn ván, thì đấy là những cái bệnh có nguy cơ mắc. Khi không may bị đâm hay bị dẫm phải vật nhọn, có thể chỉ bị chảy xước hay chảy một ít máu thì chúng ta cũng không nên chủ quan vì chưa thể biết vật đâm có gây nhiễm trùng hay nhiễm bệnh gì không. Kim tiêm vật nhọn khi đâm vào da thịt sẽ khiến nạn nhân cảm thấy đau đớn ngay tức thì. Tuy nhiên hãy bình tĩnh để xử lý từng bước một để tránh nhiễm trùng hoặc nhiễm bệnh. Khi bị vật nhọn đâm vào, nạn nhân cần thực hiện ngay lập tức các bước sơ cứu như sau. Bước 1. Để máu tiếp tục chảy ở vị trí bị đâm. Để vùng đang chảy máu dưới vòi nước mát trong vài phút. Bằng cách này, những yếu tố có thể gây nhiễm khuẩn sẽ bị loại bỏ và rửa trôi, làm giảm khả năng đi vào máu. Virus có thể nhân lên khi đã vào máu, vì vậy tốt nhất là ngăn không cho virus đi vào máu ngay từ đầu bằng cách để máu tiếp tục chảy ở vị trí bị đâm. Nhân viên y tế cần phải nắm được và cộng đồng cũng nên biết để còn có thể xử trí được khi mà mắc phải, là khi bị bất cứ một vật nhọn nào, đặc biệt là vật nhọn có dính máu, chọc vào tay, đấy thì điều đầu tiên hết sức bình tĩnh. Không được dùng tay để nặng, không được dùng miệng để hút, mà cứ để cho cái máu chảy tự nhiên. Đấy, cứ chảy tự nhiên ra ngoài. Nếu mà có thể được nữa thì là mình phải để cái vết thương mà có chảy máu đấy ở dưới vòi nước xối trong khoảng tầm từ 15, 20 phút, 30 phút. Đấy, để cho vừa rửa cái máu chảy ra, trôi đi. Đấy, thì cái máu chảy ra đấy thì đồng thời tống cái vi khuẩn và virus chẳng may có dính vào máu nó ra ngoài. Đấy, sau đó đấy thì có thể dùng xà phòng, các miếng gạc tẩm xà phòng rửa nhẹ lên các vết thương chảy máu đấy, mục đích là ngoài cái mục đích làm sạch thì nó cũng có vai trò là sát khuẩn. Khi mà bị một cái kim dính máu đấy, nói cụ thể thì là chọc vào tay đấy, thì mình cứ để nguyên cho cái vết thương, đừng có bịt, cứ để cho máu nó chảy tự nhiên.
xong mình mở khoảng vòi nước, mình xối, để tay xối vào vết thương, cứ để khoảng 15, 20 đến 30 phút đấy, để cho tự nhiên, cho xối để máu chảy ra. Bước 2, rửa vết thương. Nhẹ nhàng làm sạch bằng xà phòng ở vị trí bị kim tiêm hay vật nhọn đâm sau khi đã để máu tiếp tục chảy và rửa bằng nước. Điều này sẽ giúp diệt virus và vi khuẩn, loại bỏ nguồn nhiễm khuẩn và giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Có hai điểm cần lưu ý ở bước thứ hai này, đó là không cọ vết thương khi rửa vì có thể làm vết thương nặng hơn. Không bao giờ dùng miệng để hút vết thương. Khi mà bị một cái kim tiêm nghi ngờ mang mầm bệnh, ví dụ như HIV, viêm gan B, viêm gan C, ấy, chọc vào tay nhân viên y tế hoặc là chọc vào tay hoặc chân của bất cứ ai trong cộng đồng. Đấy thì nguyên tắc sơ cứu đầu tiên là mình phải để nguyên cho máu từ vết thương chảy ra. Để nguyên chứ không bóp, không dùng mồm để hút. Và để xối dưới vòi nước vào cái vết thương đấy. Đấy, để rửa cái máu và vết thương cho sự tương chảy ra trong vòng 15, 20, 30 phút tùy theo tình trạng. Bước 3, lau khô và che phủ vết thương. Sau khi rửa vết thương, nạn nhân cần lau khô và che phủ vết thương, sử dụng dụng cụ vô trùng để lau khô và sau đó dùng băng chống thấm nước để che phủ vết thương. Sau khi mà đã xối vết thương dưới vòi nước, đã rửa bằng xà phòng và không được dùng miệng hút, không được nặng vết thương thì mình có thể băng lại. Đấy. Hoặc là có thể là dùng các loại bôi kháng sinh bôi lên rồi băng lại. Trong những trường hợp mà cái vết thương đấy là do các vật nhọn, vật sắc dính máu ở những cái nơi có nguy cơ, hoặc là những bệnh nhân có nguy cơ, hoặc là những cái nguồn máu mình không biết, đấy, thì mình vẫn phải đến cơ sở y tế để khám lại. Vì khả năng cái nguy cơ có thể là cái máu đấy nó nhiễm HIV, có thể là cái máu đấy nhiễm virus viêm gan B, viêm gan C, đấy rồi là uốn ván, để từ đó là nhân viên y tế tư vấn có những cái biện pháp dự phòng cụ thể. Bước 4, rửa các vị trí khác bị máu hoặc các phần của kim tiêm bắn lên bằng nước. Nếu các phần của kim tiêm bắn lên mũi, miệng, mặt hay vùng da khác, cần rửa sạch bằng xà phòng. Bước 5, rửa sạch mắt bằng nước muối, nước sạch hoặc dung dịch vô trùng. Nạn nhân cần lau nhẹ nhàng nếu có vật bắn lên mắt. Bước 6, tháo bỏ và thay bộ đồ có khả năng bị nhiễm bẩn. Để đồ ở gói kín trước khi được giặt và tẩy trùng. Sau khi tháo bỏ, rửa tay và các phần khác tiếp xúc với bộ đồ đó để mặc bộ đồ sạch. Sau khi thực hiện các bước sơ cứu, cần thực hiện ngay những chăm sóc y tế cần thiết. Những chăm sóc cụ thể bao gồm: thứ nhất, chăm sóc y tế ban đầu. Nạn nhân cần giải thích hoàn cảnh xảy ra vết thương và nói những phơi nhiễm có thể xảy ra. Có thể xét nghiệm máu để xác định có cần điều trị hay không. Cần điều trị ngay trong trường hợp phơi nhiễm với các bệnh khác đã biết, có thể gồm kháng sinh hoặc vaccine. Tùy thuộc vào bệnh sử trước đây để tiêm phòng uốn ván. Với các cái vết thương lớn, cái nguy cơ nhiễm trùng cao thì có thể là phải dùng thuốc kháng sinh tại chỗ, có thể phải dùng thuốc kháng sinh toàn thân tùy theo mức độ. Đấy. Nếu mà trong quá trình theo dõi mà thấy sốt lên chẳng hạn, mà thấy viêm tấy thì phải đến bệnh viện khám, vì sợ là nguy cơ cái bội nhiễm ở cái vết thương đấy. Là bất cứ mình bị một cái
vật nhọn dính máu, ví dụ như là kim tiêm, đâm vào chân, vào tay, đâm vào cơ thể mà mình nghĩ rằng là nó có mang mầm bệnh, đặc biệt là mầm bệnh HIV, mầm bệnh viêm gan B, viêm gan C, thì sau các bước sơ cứu như vậy đấy, thì mình lên đến cơ sở y tế để được tư vấn và có cái biện pháp dự phòng tốt nhất. Thứ hai, xác định có phơi nhiễm với HIV không. Cần thực hiện ngay việc xác định nạn nhân có phơi nhiễm với HIV hay không để phòng ngừa chuyển đổi huyết thanh. Các nhà khoa học đã chứng minh tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh với HIV do kim tiêm đâm là 0,03%. Do vậy, không nên sợ hãi vì tỷ lệ này rất thấp. Cần kiểm tra tình trạng nhiễm HIV của nhân viên và người được truyền máu. Bệnh viện và các cơ sở y tế có sẵn xét nghiệm test nhanh để xác định tình trạng nhiễm HIV. Nếu có khả năng bị phơi nhiễm, cần điều trị dự phòng, còn được gọi là dự phòng sau khi phơi nhiễm, lý tưởng là trong 1 giờ đầu. Tất cả phòng khám và bệnh viện đều có phác đồ về phản ứng nhanh khi bị thương do kim tiêm đâm. Tùy theo cái nguy cơ mà bác sĩ có thể là tư vấn cho cái người mà bị tai nạn đấy. Ví dụ như là gì? Là cái kim tiêm đấy là nó có nguy cơ nhiễm HIV. Đấy thì cái người mà bị kim tiêm đấy chọc thì sẽ được sử dụng thuốc dự phòng HIV uống để dự phòng. Đấy thì tốt nhất là uống ngay trong 1 giờ đầu tiên sau khi mà bị tai nạn. Đấy, ngoài ra đấy thì có thể là bác sĩ sẽ cho nạn nhân tiến hành các cái xét nghiệm về HIV ngay sau khi mà bị tiêm chích và sẽ có cái kế hoạch là theo dõi xét nghiệm HIV sau 6 tuần, sau 3 tháng, sau 6 tháng và sau 1 năm. Đấy, nếu mà âm tính thì mình yên tâm. Còn đối với các cái loại viêm gan B và viêm gan C, đấy thì mình sau khi mà bị tiêm xong, bị tai nạn lại chọc và sơ cứu xong, đấy thì mình cũng đến các cơ sở y tế để được tư vấn, để được khám. Có thể là bác sĩ sẽ cho làm xét nghiệm. Đấy, rồi là nếu mà các cái nếu mà có chỉ định ý, đấy thì các bác sĩ sẽ khuyên là sử dụng các cái thuốc vaccine phòng viêm gan. Còn đối với nguy cơ uốn ván chẳng hạn, đấy thì với những cái đồ kim tiêm nó bẩn, nguy cơ bị uốn ván cao. Đấy thì với những trường hợp mà trong 5 năm gần nhất mà chưa tiêm mũi vaccine uốn ván nào thì bác sĩ vẫn khuyên là nên tiêm thuốc vaccine uốn ván để dự phòng. Bên cạnh đó thì có thể sử dụng các cái thuốc kháng các cái huyết thanh kháng uốn ván để tiêm ngay cho nạn nhân ngay tại thời điểm đấy. Đấy và để dự phòng uốn ván tốt nhất đấy thì bất cứ ai cứ mỗi 10 năm nên tiêm vaccine uốn ván. Thứ ba, xác định các phơi nhiễm khác. Nguy cơ bị lây truyền viêm gan cao hơn nhiều so với HIV, khoảng 30% với viêm gan B và 10% với viêm gan C. Vì vậy, cần hành động nhanh và có biện pháp phòng ngừa, dùng vaccine viêm gan cho nạn nhân.